Xin chào mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc đồng hồ treo tường. Chiếc đồng hồ treo tường này bên em nhập nguyên kiện từ châu Âu về. Chiếc đồng hồ treo tường này có tên gọi là đồng hồ treo tường tạo khúc mẫu gà. Đây, em mời cả nhà mình cùng xem tổng quan của chiếc đồng hồ treo tường này ha. Bây giờ em đi đến phần chi tiết của chiếc đồng hồ. Đầu tiên mình tính từ trên ha. Từ trên đây là mẫu gà. Mẫu gà này là làm hoàn toàn là bằng đồng đúc. Đồng đúc 100%. Thì bên em cũng đã spa lại, tân trang nó lại cho nó sáng đẹp, trưng cho nó sang trọng, cho nó sáng cái nhà mình. Hả? Đây, họa tiết gà, hoa văn đồng, thiết kế ôm cái vòng tròn của cái mặt số đồng hồ luôn, rất là hài hòa. Tiếp đến, mình đi vào cái phần mặt đồng hồ. Phần mặt đồng hồ này là bên em để nguyên bản. Cái màu này là màu nguyên bản luôn. Màu nguyên bản luôn. Đó. Số La Mã rất là to rõ, dễ nhìn. Này có treo trên cao đi chăng nữa thì mình cũng rất là dễ nhìn ha. Rồi, tiếp đến là phần hai tạ. Hai tạ này được bọc gỗ luôn, rất là độc đáo. Thông thường thì nhà em mấy cái dòng tạ, mấy cái dòng mà hai tạ này á là tạ đồng, nhưng mà em này thì rất là đặc biệt, đó là tạ bọc gỗ. Đây, ở dưới đây có một phần chi tiết đồng nữa. Đó, chi tiết đồng đằng sau. Nhìn rất là đơn giản nhưng mà rất là cổ điển và cũng rất là sang trọng, đúng không cả nhà? Chiếc đồng hồ này cơ chế hoạt động của em nó là nâng tạ. Đó. Nâng tạ lên, kéo căng cót lên là chạy được tối đa là một tuần. Đó. Và có điểm giờ, điểm giữ giờ và điểm giờ luôn. Và điểm bing bong. Đây, em mời cả nhà mình nghe âm thanh của em nó ha. Bao nhiêu giờ em nó sẽ điểm bấy nhiêu tiếng bing bong. Rất là đẹp và độc đáo. Chiếc này thì cả nhà em có thể trưng bày ở không gian nhỏ hoặc vừa. Có thể treo lên cao một xíu. Vẫn thấy được cái mặt của nó rất là rõ, dễ nhìn, dễ xem giờ. Cái này mà làm quà biếu đối tác hay là biếu tân gia là tuyệt vời. Đó. Chiếc này là hiện trạng là bên em là đã spa lại, máy cũng đã lau dầu rồi, về chỉ việc đem tặng hoặc trưng thôi. Đó. Bên em còn có bảo hành máy móc cho cả nhà mình 1 năm, yên tâm sử dụng, có gì cứ alo em 24/7, lúc nào cũng vậy. Đó. Em mời cả nhà mình nhìn tổng quan thêm một lần cuối ha. Đó. Đó. Cả nhà mình ai ưng thì alo em.
để vào việc luôn. Chiếc này lâu lâu mới có một lần, không có nhiều.